dò ra gì. Cái mình tưởng đâu rồi, nó buồn vợ nó buồn hơn nó ngồi gì à. Không có thấy, nó buồn thấy vậy, tại nó sát nhất gì nè, không có thấy. Là cái cọng dây nịch cột lên chỗ nào à, nội? Cột chỗ cái cây có đóng cái đinh nè, cột ngang nè, máng đồ quần áo của vợ chồng nó máng đây nè. Ừ. Dạ, lời nói đầu tiên Còn mến chào quý cô chú anh chị xem trên kênh Còn Vlog. Hôm nay Còn đang có mặt ở tỉnh Đồng Tháp để chia sẻ một câu chuyện rất là đau thương. Chia sẻ một câu chuyện của gia đình em trai Nhĩ, năm nay 23 tuổi, nói chung có một xích mích với vợ nên nó đã nghĩ cái một cái quyền nghĩ quẩn phải tự vẫn ngay tại trong nhà. Đó một câu chuyện rất là đau thương, bây giờ Còn sẽ vô trong đó để hỏi trong gia đình để chia sẻ thêm cho mọi người biết nha cả nhà. Chứ nếu mà nó thòng xuống mà nó chỉnh rượu hay nó chỉnh rượu rồi nhạc cổ nó buông ra ha, nó chết sao tức trời. Chú nhớ là cái tàu mình vô mình gặp cháu mình ngồi đi rồi mà không phát hiện được, không thấy rồi ra làm sao đi rồi bảnh nói chuyện rồi với đứa này hỏi thăm nhỏ này sao làm sao cái đi về à? Đi về mới kêu nó mà nó không nhúc nhích được, cái mấy nắm tay gì mới thấy gì dây nằm trên cổ á. Phải bởi vì phải thành nói gặp lần đầu tiên nha, mà thấy như dây vậy là la làng lên thôi là mình kéo nó xuống được ha. Nó ngồi dựa vô gì nè, giống như nó buồn vợ nó ngồi nó buồn kiểu gì nè là gì đó. Đó là cả nửa tiếng nói gì tôi ngồi tôi giống toàn tay bằng tay gì nè, ngồi cái thằng nhỏ này nó ngồi âm bụng bển á, cái nó hằng của con đau bụng hay gì. Cái nó mấy nhỏ cháu bên đó bà hai kêu Nhĩ chở là chị Hằng đi đi khám bệnh, cái mình vô mình đứng mình kêu là cháu không có lại gần nó nha, đứng kêu Nhĩ là Nhĩ mà chở vợ đi khám bệnh kìa, nó thinh nó không trả lời rồi không để ý tới nữa. Một hồi một lần sau nữa đó chị Hằng đau bụng người bà hai kêu anh Nhĩ chở đi khám bệnh, cái vô Nhĩ chở vợ đi khám bệnh kìa, nó kêu mày nãy giờ mà không nghe hả, nó thinh không trả lời, cái nắm tay kéo là thấy nhẹ dây nịch trên cổ nó. Lúc đó cô la lên hay là tôi la lên ra? Là rồi cái tôi mới cầm nó không có đường đâu mở thì cái mới cầm cái nhẹ nhịt buông ra lên gì nè. Dở lên cái nó tuột xuống dưới gạch đó. Cái thằng cháu nó qua ẩm khiêng nó ra đây nè. Lúc đó có ai làm cái động tác hô hấp nhân tạo không cô? Có thằng tướng ngang nó làm gì đặng cho nó thở mà mạch lạc thì nó không có còn nó xanh dờn nó mỏ rồi. Nửa tiếng phải lúc đầu mà cô phát hiện là bởi gì? Tôi ngồi tôi giẫm toàn tay toàn tay lâu lắm. Tính nó dặn rồi nó về chắc nó về vô mùng nó ngủ có biết đâu. Là cháu đó sống với cô từ hồi nhỏ từ 3 tuổi tới giờ. Thì nó hồi 3 tuổi tới giờ tôi nuôi cực khổ biết nhiêu, nó ẩm bồng rồi giặt quần giặt áo. Vậy cô sống cho cháu còn nội không cô? Ông nội chết mười mấy năm rồi. Dạ. Mười bảy mười tám năm rồi. Một mình cô nuôi cháu luôn. Dạ. Thì ai kêu mà gì mặn nói là lúc còn trẻ thì phơi gom quay gom là cho người ta. Dạ. Bây giờ có xuồng đi giấc ngủ lai gai giấc ngủ rồi bán củi bán mũ. Vậy là cô không có nghề hoặc cũng không có ruộng vườn gì hết? Không có gì trơn, dùng mình già ai kêu mặn gì nữa. Cha dạ. Của cháu này là mấy người con cô? Có mình anh nó đó, có mình anh nó rồi mà vợ nó bỏ nó mới có vợ khác được hai đứa con nữa. À, con sao hai đứa? Ừ, sao hai đứa. Rồi khi mà cháu này mất mẹ bé có biết không? Không. Nó đi ba mà hồi 3 tuổi tới giờ mà nó không về thăm mà không biết ở đâu nữa. Mà tội nghiệp nó nói hoài ngang, nó nói là nó đi tìm gặp mẹ đó. Gặp bà con không nói chừng hỏi lý sao, lý do làm sao mẹ bỏ con, nó hỏi nhiều thôi mà có biết đâu tìm. Tới ngày chết không thấy mặt mẹ luôn. Rồi khi nào mới đưa cháu về đây đang nghỉ con? 2 giờ. 2 giờ chiều nay hả? Tại vì giờ là đá cát mình kêu trễ đó, rồi ta mắc chuyển cái này chuyển cái kia rồi chuyển cho nó hơi trễ. Rồi 2 giờ cũng ta có xe ba gác từ thiện ta lại ta chở đi chôn giùm. Cháu nằm gần đây không cô? Trúc ở trên Cao Bằng á. Cũng khoảng 8 9 10 cây số gì chảnh. Đất của mình hả? Đất của ông Cốc nó cho. Cái đó là cái nơi cái như là để dành cho những trong thọ tộc an nghỉ ha. Dạ. Con thấy cái gia đình mình khu nào hết trơn. Trong nhà không có để đứng lên rồi, đứng lên con. Mặt còn nó chẹt luôn. Có 23 tuổi mà nó trắng trẻ đẹp trai lắm. Dạ. Chuyện ơi không có được. Tại nó đi mặn đi cắt lúa đi đậu gom là nó đen. Luôn có mấy người hiện tại bây giờ là không ai chân luôn. Đây là căn nhà của bà nội. Tiền mà để kêu cắt đá xi măng của mình có không?
Không, sáng giờ là kêu thiếu. Dạ. Kêu người ta về đây gọi đám tính tiền. Dạ. Từ thiện này là ở đây luôn hả con? Từ thiện ở đây trong chợ. À, cháu trai này là trước giờ là có ở xóm này có xích mích gì không? Không. Nó chỉ uống rượu rồi thôi à, chứ bạn bè đó, ai cũng chơi tốt lắm, nó là ai cũng thương sớm về, ai cũng thương nó hết trơn á. Con có đi siêu âm có biết trai gái không? Chưa biết à. Lúc mà con có thai đó, chồng con cưng lắm. Như thế nào? Con chỉ biết con có thai mà chồng con biết con có thai. Rồi sao? Mày hỏi chồng con có thương con không? Mày nói thương con đi, nói gì? Chồng con cưng lắm, con muốn gì cũng chịu. Cũng mới giận hờn cái thôi hay chứ trước giờ là mới có chuyện hôm qua đó. Chuyện qua cũng giận hờn cũng hơn cái này nữa nhưng mà không có chuyện gì xíu. Ừ. Nhưng bé này nói là hở ra cái đồi thằng cổ vậy đó. Ừ. Nó nói miệng nhỏ này bỏ nó thì nó tự giận nó chết. Nó vậy. Bởi vậy cứ con bé này cứ nghĩ là nói vậy thôi chứ không không có dám làm. Tôi nghĩ là con năm ăn bầu nó ảnh không có làm. Nhưng mà ai ngờ đâu nội cũng xuất hiện rồi la lại lên. Thì trong gia đình mình hiện tại bây giờ cái hàng này là nghe nói là từ thiện hả cô? Từ thiện cho. Rồi cái vấn đề đi chuyển đi đó là mình cũng từ thiện luôn. Chuyển đi từ thiện luôn. Dạ. Có là cắt đá xi măng làm bộ mã. Cắt đá xi măng làm bộ mã sắp trả tiền. Dạ. Mà hiện tại thì gia đình cũng không có tổ chức lễ tang luôn. Ừ. Chỉ có cái đám tang rất là quanh quẩn. Hàng ở nhà mình không thấy ai luôn, bên kia có mấy người. Có nhiều đó. Dạ. Nếu như vậy thì cô dự định như thế nào cho cái hậu sự của cháu? Cái vấn đề mà bên ba cái vật liệu đó. Vật liệu thì cô bác sớm viện người ta cho đó, rồi trả cho nó, trả cho nó. Mồ mã này kia là xong cũng trên 10 triệu à. Ừ. Mà hiện tại mình không có tổ chức lễ tang này, rồi không có ai mà phúng điếu hết đó. Rồi làm sao mình có được cái tiền đó cô? Có, sáng giờ người ta cũng cho được chút đỉnh. Dạ. Ta cũng hiểu được cái hoàn cảnh gia đình. Ừ. Cho ai lại cũng cho tiền, cho mã mồ nó. Chết mà trong túi không có đồng bạc luôn, cái này không gầy đó, nó bị té, nó chặt cái tay nó chổi vậy nè, rồi nó bị chặt tay nó đâu có đổi thì đổi gom được. Hôm nay là em cũng chưa đi siêu âm biết trai gái luôn hả? Chưa, mới 3 tháng mấy chưa biết. Chưa biết nha. Ừ. Rồi con. Bây giờ là chồng em đã ra đi. Rồi em có tính là em ở đây không hay là em về bên ruột em ở của con chứ? Em cũng chưa biết. Chưa biết. Nhưng mà em định em sanh xong rồi em đi làm. Ừ, khổ này. Ủa nó cưng con cưng vợ dữ lắm luôn mà không biết sao mà nội thương cháu dâu không mà nội? Mà nội thương cháu dâu không? Thương. Dạ. Thời nó thèm gì tôi mua nấy cho nó ăn đó. Nó ăn nó hành nó đâu có mặn gì rửa chén quét nhà gì tôi làm không? Nếu thương thì con sống đây với nội cũng dễ rồi. Mà nội thương thì dễ. Nữa thằng miễn là đẻ con rồi cứng cát miễn nó bự thì đi làm nó nuôi con. Dạ. Nghĩ không? Bà nội cũng già rồi. Bà nội năm nay mấy mươi rồi bà nội? 66 tuổi rồi. 66 tuổi. Mà bà nội cũng không có thu nhập. Bà nội thu nhập thì cũng ít nữa. Hồi nãy bé này nói là cô hàng ngày là cô đi bên vớt mũ, qua vớt mũ, vớt củi. Nói chung là vớt phế liệu dưới sông cái gì thấy gì vớt nấy. Vớt chai rồi dạ. Chai này kia nọ đó 4 5 ngày cái bán được 1 kg được 50 ngàn. Trời ơi, 4 5 ngày có 50 ngàn hả? Ừ, tại vì bơi khúc bơi mà nước xuôi thì bơi, rồi nước chừng nào nước rộng thì bơi trở về vậy đó, xuồng nhỏ. Rồi thấy củi thì vớt củi về chụm. Thấy củi vớt củi bán. Dạ. Cái căn nhà này thì mình cất ở trên đất nhà hả cô hả? Dạ, đất nhà, đất của mẹ. Dạ. Mình có diện tích nhiêu đây thôi là hết có hay là còn nữa không? Dạ. Yeah. Từ hàng rào đó qua hàng rào này ha. Dạ, yeah. Bên đó mới dắt, bên đây mới dắt. Đây đó giữ mấy đứa cháu nội đó rồi cái rào lại giờ nó lớn hết rồi. Dạ. Yeah. Vậy là em sống đó giờ với ngoại không ạ? Sống với nội. Với nội ha. Nội chồng. Ba
3 tuổi, rồi 3 tuổi giờ con nhỏ này á, với thằng này với thằng cháu tôi là mới gặp hôm Tết tới giờ. Mấy ngày trước tôi kể cháu làm sao, cô kể cho anh em biết cô. Nó nghe nói đi ra ngoài về vợ nó, nó mượn xe ổng, rồi nó trả xe ổng, rồi cái ổng đưa nó về, cái nó cha đưa con về lần này mốt cha khỏi đưa nữa. Rồi ổng đâu có biết là nó nói vậy là sao đâu. Nói nhiều lần rồi ha. Ừ. Mà không biết lý do làm sao, có ai làm gì nó đâu. Hồi nó chưa có vợ, nó đi chơi cũng gầy lắm nghe. Hồi nó có vợ rồi cái tôi mừng. Ăn cho nó làm lại cuộc đời đó thôi, mà ăn nó không ăn chơi nữa, tôi không có la, không có gầy nó hết trơn á. Rồi hai lần trước là cũng cầm dây cũng cầm dây, cầm dây đi thắt chị giọng mà mình biết mình chạy theo mình can nó, còn giờ nó không biết. Đi cản lại ha. Ừ, cản lại đi kiếm nó. Là hai lần rồi ha. Ừ, hai lần rồi, còn lần này nó vô buồn nó làm gì mình đâu có biết gì đâu, không hay. Như lần này vô buồn cũng như mình tưởng là vô ngủ hay gì. Ừ, tưởng là xỉn ngủ vô ngủ thôi. Vậy là trước giờ cháu có hành động mà thắt cổ mấy lần rồi cô? Ừ. Như nó buồn nó gì nè, nó hôn nó cha nó có vợ rồi mẹ nó bỏ rồi không ai ngó hàng của nó hết trơn á. Ừ. Rồi nó buồn cái tuổi rồi nó rồi hồi đó con còn nhỏ con không làm ra tiền. Bây giờ con lớn làm ra tiền làm ngày con 10 ngày con tuổi gì nữa. Rồi con gắng làm con dương lên nữa không có vợ lo làm ăn ai không vậy. Nó trách nó nói cha mẹ nó bỏ nó không lo nó. Tuổi thân. Chồng em tâm sự với em sao? Có nói gì không? Nhiều khi vô mùng thì anh tâm sự, nhiều khi vô mùng thì anh tâm sự có tự hiểu với em, nói là anh làm em khổ rồi em có buồn thì kia nọ không, em nói không, có nói là nhờ em ở nhà này không sợ khổ với chân, cái là ôm khóc, có ôm có khóc luôn, nói anh xin lỗi em vì đã làm em khổ thì kia nọ. Nó nói gì nè, nói anh biết em ở nhà anh là em thiệt thòi đủ thứ hết trơn á. Ừ, có buồn không, nhỏ hỏi nhà này có buồn không, nhỏ này không chấp nhận thương em đây không có buồn. Gia đình nghèo không có lo được bằng ta ha. Ừ, không có lo dẫn vợ gì mà không có mua được lô bông cho con vợ nữa. Nhiều khi là anh nóng lên anh tự quýnh mình chứ không quýnh con. Tự quýnh mình luôn. Tự đấm đầu, tự quýnh mình. Mà không biết là sao hôm qua thì kia nọ là anh có lỗi tán con cái. Tán là mình phải tán mạnh. Chắc cũng như tán đó là lần cuối rồi đó. Cho em bớt đau á, cho em hận á. Lúc mà giờ bà ngoài bà nội gặp đó, rồi em chạy vô em thấy cảm giác làm sao? Là em đứng tìm em quỵ luôn mà. Quỵ ra chỗ luôn ha. Em nắm tay rồi em nói anh xin lỗi mẹ con em này kia nọ, kêu anh tỉnh lại. Ừ. Đó là em không có ấy ẩm ra tới đây. Cái màu xanh dờn chứ. Bồng bồng em ở đây luôn ha. Bồng ra đó luôn. Có nghĩa thằng cháu này mất lâu lắm rồi nên là cái môi nó mới xanh vậy đó. Ừ. Mấy tiếng rồi. Tại vì tôi ngồi dẫn đưa toàn tay thằng tay, tôi tưởng nó vô mùng nó ngủ không à. Hồi cái gặp nhỏ này nằm ôm cái bụng bể thấy nó hằng bụng con đau bụng hay gì. Cái nó mình nhỏ mấy nhỏ nhà cháu nó nói bà hai kêu anh Nhĩ chở chị Hằng đi khám bệnh kìa chị đau bụng. Cái kêu nó thinh nó không trả lời, mình không có nghĩ là nó thắt cổ mà đâu có thấy nhựa dây gì đâu, tại vì ông sát chết mà trong buồn nữa mà nó kéo video bích chịch nữa mà mở quạt gió nữa. Cái đi vô kêu lần sau nó không nhúc nhích, nó không trả lời, mới nắm tay nó mới gịch tay đó mới thấy nhựa dây nè trên cổ tái quạ lên không. Tức quá trời, tức chú ơi, ngày qua nãy giờ không ăn rồi. Cơm mà sáng đêm nay là thức trắng luôn không ngủ luôn đó. Nó phải mình chữ đó, mình đuổi đó, mình làm gì, nó tuổi thân nó chết không có gì, mình không đuổi, không la, không nói gì trơn á. Chỉ bình thường chị, ha. Ừ, chỉ bình thường, chỉ buồn vợ năn nỉ không về, cái gì tự thắt cổ mình chết á. Lúc đó con gái đi đâu mà năn nỉ không về? Nó bên nhà chị nó bả đó, rồi nó kêu về với nó, mà nhỏ này giận nó không kêu về. À, ở nhà gần bên đây thôi ha. Ừ, sát dạ. Bên á. Rồi thì chúng cháu cũng chia buồn cùng gia đình cô. Rồi con gái thì cố gắng vượt qua con ha. À, biết rằng là ra buồn đó nhưng mà mình cố gắng vượt qua vì con của mình, cố gắng sống cho khỏe cho tốt vì con của mình. Có dự định lâu rồi thì cũng khó. Thường mấy cái trường hợp mà. Mà như vậy đâu? Em nói tên gì vậy bà? Tên Nguyễn Tấn Nhĩ. Nguyễn Tấn Nhĩ. Nguyễn Tấn Nhĩ. Ừ. Tên Nguyễn Tấn Nhĩ. 23 tuổi. Nhìn còn rất là trẻ luôn, nói chung là cái đường đời còn rất là dài. Trẻ mà cũng 23 tuổi mà. Đường đời còn rất là dài nhưng mà do cái suy nghĩ nó hơi bồng bột. Nói gì? Suy nghĩ vậy đó, vợ mình bỏ mình thôi, mình chết cho rồi á. Bạn nhỏ này nó chỉ nói vậy thôi, phải nó cuộn đổ đi, nó bỏ mình làm gì không nói gì đi. Mà trên đời đứng thiếu gì đừng bạ. Tội gì phải chết. Không, nhiều khi em nó đã mất cái tình thương của cha mẹ rồi. Ừ, vậy giờ tới có vợ, vợ bỏ nữa. Vợ đầu bỏ nữa. Nó dành cho vợ mà. Ừ. Nghe nói vợ như vậy á. Ừ. Thì em cũng tuổi. Tuổi thân đó.
Nhưng mà cái đây là những cái hành động giận hờn vu vơ thôi. Bé này cũng đi qua bên kia nhà gần đây thôi cô. Nói chung là tại vì em trai này cũng hơi bồng bột quá. Nó nghĩ quẩn. Tại vì bà nội nuôi từ nhỏ tới lớn mà. Hai ba lần, ba lần, hai lần, lần này lần thứ ba. Có cái hành động gì đó nó nguy lắm. Có cái chối, cái là căn chối như là cái điểm lần đó, cái lần thứ ba đi luôn. Bà nội với em cũng cố gắng lên ha. Nói chung thì em nghĩ thì cũng đã đi rồi, thì mình cố gắng lên. Tội nghiệp đó, cha mẹ nó mãi cũng nghèo. Rồi cha nó đi bằng thành phố vất vả cũng nghèo rồi nữa. Đẻ con ra đây rồi không biết làm sao hỏi. Khổ đủ thứ cho mà kể đi, trà xanh trà dưỡng như sao vậy? Thôi dù sao thì em nghĩ thì cũng còn để lại cho em một đứa con đó. Thì cũng cố gắng mình cố gắng gìn giữ. Cố gắng mình giữ gìn sức khỏe để mà sanh đẻ ra. Rồi mình xem đó là một cái món quà của cái người chồng mình để lại cho mình. Để mình cố gắng mình có động lực để mình vươn lên. Thì qua đây thì cũng thay mặt cho tất cả mọi người gửi lời chia buồn cùng với gia đình mình. Dạ. Cảm ơn mấy chú, mấy cô rất là nhiều. Trường cháu ông nội không? Ở hiện trường bé nghỉ, anh cha nghỉ là thất cổ. Cái mình tưởng nó ngồi, nó buồn vợ, nó ngồi, nó buồn hơn, nó ngồi vậy. Không có thấy nó buồn, thấy vậy, tại nó sát nhất vậy nè, không có thấy. Là cái cọng dây nịch cột lên chỗ nào nọ? Cột chỗ cái cây, đó, có đóng cái đinh này, cột ngang này, nó máng đồ, quần áo của vợ chồng nó máng đây nè. Dạ, cây nó tháo hả nội? Tự tháo dục rồi. Là ngồi trên cái bộ dáng này hả nội? Đó, nó ngồi vậy nè. Cái dựa vô ha. À, nó dựa vô dắt gì nè. Nó đưa hai giò nó gì nè. Mà cái bộ dáng này trước đó là xác chết không? Cũng gì nè, đó cũng gì nè. Cho hai chồng nó ngủ nè. Tại vì tôi nói tôi cũng kỹ, tại vì nó có vợ cái giường này thì chú Út mà thôi nhau rồi. Mà tôi không có dám lấy giường này cho nó ngủ, khi buồn ngựa này vô cho nó ngủ. Cái giường xót xa quá ha. Rồi cái sợi dây nịt nó máng ra đâu cơ? Cái cây gác ngang vậy nè, gõ máng nhà nịch lên vậy nè, rồi nó ngồi dựa dách vậy nè. Cái cây nó to không? Có nghĩa là cái sợi dây nịch nó chỉ ở cái đít lên chút xíu á. Nó ngồi dựa mà đưa hai giờ lên đây vậy nè nha. Nói chung là sao chứ mà ngồi cái dây máng cổ mà ngồi cũng đít luôn mà phải làm sao sẽ siết được á. Cái này cái bự ngựa thấp sẵn không đụng đâu. Cũng xung cũng sao rồi, tại trước đó cũng có hai sao chứ nếu mà mình cái chân mình đụng dưới đất đúng rồi. Là đụng gì đâu có kiểu này được. Nó ngồi đưa hai giờ lên vậy nè. À, có nghĩa là nó gịch xuống á, cơ nguyên cơ thể nó gỉ xuống á. Nó ngồi cái dây nó gịch lên. Có nghĩa là cô theo như con dự đoán là cái sợi dây nịch máng lên cột cổ hai cái chân của con cháu nó máng đây. Đúng rồi. Nên là cái đít á là nó nặng là cái sợi dây nịch nó chì xuống. Đúng rồi đó. Rồi nó mới nghẹt nó vô rồi cái nhận nằm đây nè. Lúc cô vô là cơ thể của em nó là cứng chưa cô? Chưa, nó còn mềm chỉ nó đen hai cái môi thôi. Rồi gờ cái ngực nó cũng còn nóng như nè. Cái gan cứ ngang nó mới hô hấp mà nó không có thở mà ông bình bảnh không hết đâu, mạch lạc nó không có mà chỗ này không có luôn, em gu luôn. Rồi mới thấy gì còn thấy nó còn nóng hổi thôi, đi chở lên bệnh viện người ta cứu được không. Rồi bảnh người ta nói là nó mất rồi. Rồi tôi tức quá trời, tức chú ơi, con cháu mình thương nuôi từ nhỏ lớn nha, mà nó sợ vợ nó bỏ nó chết. Ở đây là hiện trường của em trai Nhĩ cấp cũ. Từ hôm mà mùa dịch hồi năm ngoái tới giờ là người ta cho gạo ăn không mãn năm luôn đó. Cái con trai nó mà nó cũng lo gì, nó ăn chơi nó nhậu nhẹt chứ không có lo gì nữa. Đây là Nguyễn Nhĩ ha. Nguyễn Tấn Nhĩ này sao để Nguyễn Nhĩ không à? Nguyễn Tấn Nhĩ. Sinh năm 19. Sinh năm 2000 của chú anh chị, 23 tuổi ha.
là trẻ luôn. Thì hiện nay là khoảng 2 giờ chiều thôi cô, là sẽ đưa em về đây ăn nghỉ ha. Đưa em về đây ăn nghỉ. Cho gia đình của em Tấn Nghĩ hay tôi quý vị. Ừ. Hiện nay thì cái tôi ở căn nhà này thì chỉ có bà nội với không có chồng với em Nghĩ ở với bà vợ, vợ cũng mới. Dạ, lời nói đầu tiên còn mến chào quý cô chú anh chị xem trên kênh Còn Vlog. Hôm nay còn đang có mặt ở khi mà chồng ra đi thì hiện tại bây giờ cũng không có điều kiện để lo cho cái đám tang cho cháu à, thì chú chức ra số tiền để một phần nào đó để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu cũng như là lo mồ mả cho cháu hả cô. Dạ, con chích cho 4,5 triệu. Sau đây là danh sách từ quý mạnh thường quân: chị Lệ ở Mỹ 500.000, chị Thảo Trương 500.000, Cathy Dương Trần ở Mỹ 500.000, Châu ở Mỹ 500.000, Yến Trần ở Mỹ 500.000, Mạnh Quân chốt tên 2 triệu, tổng cộng là 4,5 triệu. Cô đếm được không? Chưa được không? Chưa được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Cảm ơn. Cảm ơn thay mặt mấy chú mấy cô Mạnh Quân này rất cảm ơn mấy cô mấy chú rất là nhiều. Con không có gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Dạ. Rồi con cứ cảm ơn gì mấy cô mấy chú nha. Con cảm ơn chú giúp đỡ gia đình. Con lớn hơn mày. Con lớn hơn con. Bé nó đang xúc động, nghèo rồi. Cố gắng vượt qua nha. Xúc động. Thì thay mặt gia đình bé cũng như là bà nội của bé, cháu tên gì con? Cháu tên Nguyễn Tấn Nhĩ. Nhĩ. Thì con ra rất là cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã hỗ trợ số tiền để gia đình lo hậu sự cho cháu Nhí. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe bình an, một cả hạnh phúc. Chúc mấy chú mấy cô đi về cũng đi xa vậy vậy mà khỏe mạnh mà ngang cũng đâu được đó mấy cô mấy chú. Dạ, cảm ơn cô.